Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Mobile City, là mình Phú Trần đây. Xiaomi 12T, một chiếc máy chính hãng đã chính thức có mặt tại Mobile City. Và nếu như bạn nào quan tâm, có thể click ngay vào đường link ở bên dưới phần mô tả để có cái mức giá tốt nhất nhá. Ok, với Xiaomi 12T, mình sẽ trải nghiệm luôn cho các bạn này. Đầu tiên về phần phụ kiện và mở hộp thì cũng như bao chiếc máy Xiaomi khác thôi. Đầu tiên là phụ kiện này. Phụ kiện thì chúng ta sẽ có đầy đủ cả ốp nha, chắc chắn là ốp silicone màu trắng dạng này rồi. Trong suốt như này rất là dễ ố vàng, ít giấy tờ đó. Tiếp theo là nhân vật chính Xiaomi 12T, phiên bản mình lấy ở đây là cái phiên bản màu bạc nha. Sẽ có ba cái phiên bản màu sắc, màu đen, màu xanh và màu bạc. Thì mình thấy hiện tại bây giờ con K50 Ultra là màu xanh rồi, lát nữa mình sẽ so sánh cho các bạn. À, có một chút khác biệt giữa cái củ sạc trên con K50 Ultra và Xiaomi 12T nha. Cái củ sạc trên Xiaomi 12T nó to hơn các bạn ạ. Đây, công suất sạc là 120W này. Về cáp sạc thì sẽ là USB to C màu cam nha. Cơ bản cái phần phụ kiện của chúng ta chỉ có thế thôi. Ở ngoài đây thì nó sẽ có một vài cái thông số cơ bản này. Cam 108 chấm, sạc nhanh 120W, 5000 mAh. Chip là Dimensity 8100 Ultra nha. Và cái công nghệ màn hình là Crystal Red AMOLED. Ok chưa, 120Hz. Bóc siêu luôn chứ nhở. Màu bạc này thì cũng được, nhưng mà mình thích cái màu xanh hơn. Nhìn bạc óng ánh cũng ok đúng không? Đây, mình so sánh luôn với lại Redmi K50 Ultra. Thì cái màu xanh trên con Xiaomi 12T ấy, nó y hệt cái màu xanh trên con K50 Ultra này. Đây các bạn nhìn đi, giống nhau chưa? Cũng cam đây các bạn, y xì nhau nhá, 108 chấm này. Ở bên tay phải chúng ta sẽ có cái phím tăng giảm âm lượng và phím nguồn. Ở bên tay trái không có gì cả nha. Cái khung này nó chỉ là khung nhựa thôi, chứ không phải là khung kim loại đâu. Khung trước có loa mic và cái cầu ngoại để điều khiển các thiết bị trong nhà. Phía dưới có loa mic, chân sạc Type-C và SIM. Bây giờ mình sẽ khởi động máy lên. Như hai anh em luôn các bạn, K50 Ultra và Xiaomi 12T. Khó bám vân tay khủng khiếp luôn đấy. Đây các bạn nhìn đi, mình mới sờ vào một tí thôi mà vân tay nó chi chít chỉ chỉ luôn. MIUI 13. Ở cái bản quốc tế này chắc chắn sẽ có tiếng Việt luôn rồi, chứ sẽ không phải là giống K50 Ultra đâu. K50 Ultra thì bọn mình đã chuyển sang cái ROM tiếng Việt rồi các bạn nhá. Lát mình sẽ cho các bạn xem. Và nếu như các bạn muốn test game trên con K50 Ultra mà cái ROM tiếng Việt ấy, thì mình sẽ test lại sau, ok chưa? Ok, đã khởi động lên. Đây là cái phiên bản tiếng Việt này, Xiaomi 12T nhá. Còn đây là K50 Ultra. Các bạn nhìn đi, giống nhau chưa? Nhưng trên K50 Ultra nó có một cái vấn đề là cái camera này các bạn không thể hoạt động được. Về cơ bản cái trọng lượng trên con Xiaomi 12T này nó rơi vào khoảng 202g. Và cái độ mỏng này này nó là 8,6mm nhá. Đó, nói chung là nó cũng không phải là quá dày đâu. Và cái trải nghiệm cầm nắm trên con Xiaomi 12T hay thậm chí là K50 Ultra cũng thế thôi. Bạn cầm nắm nó cũng rất là thoải mái, không bị cấn tay đâu. Có hai cái điểm lợi thế khi các bạn mua máy Xiaomi chính hãng. Đầu tiên, có sẵn tiếng Việt. Cái thứ hai, các bạn sẽ được bảo hành chính hãng luôn, chứ không như máy xách tay đâu. Nhưng đây sẽ là một cái nhược điểm, bởi vì nhiều bạn thích vỏ vạch các kiểu ấy, khi mà áp sang một cái ROM khác chẳng hạn, nhiều khi sẽ không được bảo hành. Tấm nền được trang bị trên Xiaomi 12T là Crystal Red AMOLED nha các bạn, nghe cái tên rất là mỹ miều. Và cái kích thước màn hình nó giống với con K50 Ultra thôi, 6,67 inch. Và cái tấm nền cái màn hình này nhá, nó là 1,5K. Xiaomi 12T có tần số quét là 120Hz và các bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh tần số quét là 60 và 120 nhá. Con chip được trang bị trên Xiaomi 12T là Dimensity 8100 Ultra. Nếu mà xét với con K50 Ultra thì nó đã kém hơn rồi, bởi vì con K50 Ultra ấy có chip là Snapdragon 8 Plus Gen 1 cơ. Mà cái mức giá nếu mà so sánh như thế này nó cũng chênh nhau khoảng hơn 1 triệu.
Mình chưa biết hiệu năng Dimensity 8100 Ultra nó sẽ như thế nào, thì mình sẽ hẹn em một cái video test hiệu năng sau nha. Chắc chắn Xiaomi 12T sẽ có chuẩn LPDDR5 và US 3.1 rồi. Xiaomi 12T có cam chính độ phân giải là 108 chấm, cam ultra wide 8 chấm, cam macro 2 chấm các bạn nha. Và cam selfie nó rơi vào khoảng 20 chấm. Khá tiếc khi mà Xiaomi 12T chỉ quay video với độ phân giải là 4K và 30fps thôi cập nhá. Có thể đây là cái giới hạn trên con Dimensity 8100 Ultra. Còn về cam selfie thì sao? Về quay video nhá, các bạn sẽ quay được Full HD và 60fps. Trên con này thì mình thấy chất lượng quay video ok, có chống rung của OIS. Và cái phần xử lý màu sắc trên Xiaomi 12T mình thấy ngon hơn khá là nhiều so với lại nhiều máy Xiaomi khác nha. Với cam chính 108 chấm ấy, nó y hệt so với con Redmi K50 Ultra. Từ màu sắc, độ chi tiết các thứ rất là ok các bạn nha. Đây là một cái lợi thế rất lớn trên cam 108 chấm. Còn với cam ultra wide, đây mình thấy góc khá là rộng nha. Tuy nhiên thì cái màu sắc nó đã nhợt nhạt đi phần nào rồi. Cam zoom 2x thì sao? Màu sắc vẫn giữ ngon lành cành đào nha. Cam selfie 20 chấm trên Xiaomi 12T mình thấy không được ưng mắt cho lắm đâu. Mặc dù nó đã xử lý một phần nào đấy về làm mịn da, về làm hồng môi rồi, nhưng mà mình thấy vẫn có cái gì đấy nó hơi bị bể bệt các bạn ạ. Chất lượng âm thanh trên máy này thì mình thấy nó cũng không có khác gì quá nhiều so với lại con K50 Ultra nha. Nói chung là âm lượng nó đủ nghe thôi chứ không phải theo cái dạng quá to. Cái thứ hai nữa là về cái lệch âm thì cái âm thanh ở bên dưới này này nó to hơn so với cái loa ở trên đây. Dung lượng pin Xiaomi 12T nó rơi vào khoảng 5000 mAh, công suất sạc là 120W. Và theo như nhà sản xuất công bố ấy, thì các bạn sạc đầy cái viên pin này nó rơi vào khoảng 19 phút thôi. Và nếu mà so sánh với thế hệ cũ là Xiaomi 11T đi, Xiaomi 12T sẽ có sự cải tiến nhiều hơn về điện năng tiêu thụ, tức là nó sẽ dài hơn tầm khoảng 1 tiếng. Các bạn cảm thấy thế nào về Xiaomi 12T, một chiếc máy với màn hình đẹp này, camera chụp ngon và thiết kế nói chung là tùy theo cảm nhận từng bạn thôi. Mà mức giá tầm khoảng 10 triệu có cái khung viền nó chỉ là nhựa thôi thì hơi tiếc nhở. Và nếu như các bạn có cái góp ý gì cho mình, tốt chỗ nào và chưa tốt điểm nào để mình cải thiện thêm nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.